khán giả đón xem bản tin 24 giờ VN của chúng tôi mang đến cho quý vị những nội dung sau đây. Tình hình Biển Đông ngày 24 tháng 4 năm 2022. Một trận đạp hai thuyền chiến lược Biển Đông của Mỹ, thưa quý vị và các bạn. Chỉ ít ngày sau khi Mỹ công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mới đây, Nga đã mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, dễ thấy rằng chiến dịch tại Canada đang là mối quan tâm hàng đầu số 1 lúc này. Điều này khiến thế giới quan chức liệu cuộc chiến này có chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, trong đó có Biển Đông là một trọng tâm bị trật bánh hay không? Trong một bài phát biểu mới đây, ông Campbell nói về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Hàng hải trên toàn quốc gia. Mỹ khẳng định rằng khu vực này vẫn là sân đấu chủ đạo cho sự can thiệp của Mỹ trong thế kỷ 21. Và chúng tôi nhất quyết sẽ không đi chệch hướng. Hiện tại chúng tôi phải một trận đạp hai thuyền, vừa lo châu Âu, vừa lo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cùng một lúc tìm ra những mối liên quan giữa hai châu lục. Những nhận ra rằng chúng tôi không được phép rời khỏi các lĩnh vực quan trọng, bao gồm công nghệ, thương mại, an ninh, chính trị, ngoại giao. Ngoại giao mà chúng tôi đã thấy ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hy vọng rằng sẽ có dịp nhấn mạnh các cam kết của mình với khu vực bằng một hội nghị thương mại với lãnh đạo của nước ASEAN tại Washington DC trong những tháng tới. Hội nghị được liên quan kế hoạch tổ chức vào buổi tháng nhưng đã bị hoãn lại vì các lịch trình. Washington đã tìm cách tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực bằng nỗ lực phân phối vì COVID-19. Can trở đối tác bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, cũng như việc thúc đẩy các sáng kiến về giáo dục, thương mại, chính trị bên cạnh bộ quân sự ra đời của liên minh. Giảm các tác động bao gồm Mỹ, Anh và Úc cũng xem là nỗ lực để đối phó với thử thách từ Trung Quốc. Đã có một số ý kiến cho rằng những cơ chế đa phương ngày càng được Mỹ coi trọng hơn trong chính sách của họ tại châu Á. Các nhà lãnh đạo nhóm mới đây đã quyết định tăng cường hợp tác đôi bên trên các lĩnh vực bao gồm khí siêu thanh và các tác chiến nhằm đối phó với tình hình an ninh tại khu vực Thái Bình Dương ngày càng bất ổn. Cuộc chạy đua hạt nhân Thái Bình Dương và khiến các vương quốc trên thế giới nhìn vào Biển Đông, Mỹ vẫn tiếp tục cho tàu chạy theo biển Đài Loan cũng như liên diện quân sự Mỹ ở Biển Đông. Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đáng lẽ đã diễn ra cuối tuần trước nhưng bị hoãn lại vì mắc COVID-19. Một nhân vật cấp cao như vậy của Mỹ đến Đài Bắc đã bị Trung Quốc cảnh báo là vượt qua cam ranh đỏ của nước này. Gần đây nhất một chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan là vào năm 2022. Ông Pelosi ban đầu đã dự kiến sẽ đến thăm Hàn Quốc sau khi thăm Nhật Bản, như các cuộc chiến Nga-Ukraine đã gây nên sự chú ý đến tình hình ở Biển Đông. Vì vậy, phái đoàn đã hủy chuyến thăm tới Hàn Quốc, thay vào đó là kế thăm Đài Loan. Các quan chức Đài Loan chỉ rằng chuyến thăm của một phái đoàn dân biểu Mỹ đến Đài Loan thể hiện sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan cũng như sự coi trọng quan hệ Đài Loan-Mỹ và đạo luật quan hệ Đài Loan. Truyền thống Đài Loan chỉ ra rằng Mỹ và Đài Loan xử lý chuyến thăm một cách thận trọng, có thể vì họ sợ Trung Quốc đại lục không hài lòng lộ trình phải thay đổi văn phòng và các vấn đề Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn thân mến, video của bản tin 24 giờ VN của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Chân thành cảm ơn.